nhiêu. Chúng con cảm ơn các ông ngoại và các cô chú. Con xin đại diện cho các cháu trong máy ấm cảm ơn ông ngoại cũng như các cô chú trong công ty. Xin Chúa ban nhiều ơn lành, sự bình an để có sức khỏe tiếp tục công tác, và cho các cháu trong máy ấm được hưởng nhờ những hồng ân của các cô chú. Chúng con xin hết lòng cảm ơn. Thưa ông ngoại, lần đầu tiên ông ngoại cho chúng con được tận hưởng những công trình rất là đẹp. Chúng con cảm thấy rất là vui. Và chúng con xin đại diện cho các em để cảm ơn ông ngoại và các cô chú trong công ty đã có những đã vất vả cho chúng con có những ngày vui như hôm nay. Con cảm ơn. Con cảm ơn ông ngoại và các cô chú. Bye, bye, bye.